Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Lời của Đức Chúa Trời là quyền năng. Amen. 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 Lời của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống lại. Amen. Lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân chúng ta đã ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Amen. Lời của Đức Chúa Trời sẽ giải quyết tất cả những nan đề trong cuộc sống của chúng ta, chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta và làm cho chúng ta trở thành một người luôn luôn nương cậy nơi lời của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Nếu một người nương cậy nơi lời của Đức Chúa Trời thì người đó trở nên những người rất là vĩ đại trước mặt. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Và sáng hôm nay chúng ta cùng nhau mở Esai 32. Amen. Từ câu 15 đến câu số 18. Cho đến khi thần linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta, thì sa mạc sẽ trở nên đồng ruộng kỳ diêu, đồng ruộng kỳ diêu như rừng rậm. Bây giờ sự công bình ở trong sa mạc và sự công chính ở ngụ nơi đồng ruộng kỳ diêu. Việc của sự công chính là sự bình an, kết quả của sự công chính là sự yên tĩnh và tin cậy muôn đời. Dân ta sẽ cư ngụ trong nơi bình an, trong nhà an toàn, tại nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Amen. Amen. Nhưng mà phía dưới đó chúng ta là như mưa đá sẽ đổ xuống trên rừng và ngay cả thành sẽ bị hạ thấp. Phước cho các ngươi, những người gieo giống bên cạnh mọi bờ nước, thả bỏ lừa đi lại tự do. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có đề tài đó là khi Thánh Linh giáng xuống trên chúng ta. Amen. 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 Khi Thánh Linh giáng xuống, đó là khi thần linh từ trên cao đổ xuống trên chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái sự quan phòng của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta. Chúng ta phải hiểu biết rằng là Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên loài người, và Đức Chúa Trời là Đấng mà ban Thánh Linh đến để hướng dẫn loài người theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Amen. Cũng như là một công ty sản xuất ra một cái máy tính thì họ có cuốn sách hướng dẫn sử dụng cái máy tính đó, hay là tất cả mọi sự chế tạo ra đều có sách hướng dẫn sử dụng. Dù một việc rất nhỏ, một cái máy quạt thôi cũng có cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Amen. Nên khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người của chúng ta, Ngài có một cuốn sách để chúng ta có thể sử dụng, đó là Kinh Thánh. Amen. Amen. Để chúng ta có thể trăm năm vẫn chạy tốt. Amen. Amen. Có thể là 300 năm hay là những người tổ phụ ngày xưa hàng gần ngàn năm vẫn là chạy tốt như thường. Amen. Bởi vì họ đồng đi với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Loài người chúng ta không thể thiếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Một câu rất là đau đớn cho con người, đó là Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 3. Chúng ta nhớ câu Kinh Thánh này không ạ? Chúa nói là thần của Đức Chúa Trời không còn ở với loài người nữa, vì loài người chỉ là xác thịt. Rất là đau đớn. Khi con người phạm tội rồi thì loài người mất đi cái phần tâm linh, chết đi cái phần tâm linh. Mà cái phần tâm linh là cái phần vô cùng quan trọng để Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với họ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời mặc khải cho họ, dẫn dắt họ để họ sống đúng với đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng mà giống như là cái đài này đã tắt rồi, không có nhận được từ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nay con người chỉ biết là làm theo ý riêng, đường riêng của mình mà thôi. Phải vậy không ạ? Nên chúng ta thấy được khi mà không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì cuộc đời của chúng ta chỉ là xác thịt mà thôi. Không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta cảm thấy nó buồn thảm, chúng ta cảm thấy nó khô hạn, và chúng ta cảm thấy nó không có tươi mới gì cả, không có hạnh phúc gì hết. Suốt một thời gian rất là dài, dù Đức Chúa Trời đã chọn lựa Abraham,
Đức Chúa Trời đã chọn lựa Israel và Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng dìu dắt những người lãnh đạo. Chúa cũng rất giàu cho những người lãnh đạo để dẫn dắt dân Israel của Chúa. Nhưng điều đó chưa phải là cái sự thỏa lòng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài hứa cho đến khi Thần Linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta. Lời hứa của Gioan nó nghĩa là trong những ngày sau đó ta đổ thần ta trên mọi loại xác thịt. Bạn trai con gái ngươi sẽ nói tiên tri, bạn trai trẻ có khải tượng, người già thì có chiêm bao. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng là tất cả các con hãy đợi trong thành cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao. Và Chúa cũng tiếp tục nói trong Công vụ đoạn 1 câu 5: bởi dân là phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Amen. Nhưng khi Thánh Linh giáng lên các ngươi sẽ mặc lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, xứ Samari, xứ Giu-đê cho đến cùng trời đất. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng xuống trên hội thánh đầu tiên. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần. Và trong đó có khoảng 120 môn đồ. Và cái thánh ghi là hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Amen. Amen. Như vậy là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng xuống rồi. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đổ xuống trên mọi người rồi. Câu Kinh Thánh 32 câu 15 câu Isaiah nói rằng cho đến khi Thần Linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta. Thần Linh từ trên cao có nghĩa là Chúa Giêsu nói rằng là ta khi ta về trời đó, ta đi đó, là ta sẽ đưa cho Ngài, Ngài đến có nghĩa là Thánh Linh, tức là Đấng phù hộ đó. Khi Ngài về trời thì Ngài sẽ cử Thánh Linh của Ngài đến là ích lợi cho các ngươi. Amen. Và Kinh Thánh trong Công vụ đoạn 2 thì nói rằng là Chúa Giêsu về trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Rồi Ngài nhận Thánh Linh từ Cha, Ngài đổ Thánh Linh ra như các ngươi đã thấy và nghe. Đó là lời Phi Rơ đã nói trong một ngày qua sau. Ngài về trời ngồi với hiệu Đức Chúa Trời, rồi Ngài nhận Thánh Linh từ Cha, rồi Ngài đổ Thánh Linh ra như các ngươi đã thấy. Và cảm ơn Chúa, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đổ xuống trên hội thánh đầu tiên. Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng đổ xuống trên 3.000 người mới tin nhận Chúa khi bài giảng của Phi-rơ. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng đổ xuống từ nơi này cho đến nơi kia. Amen. Trong Công vụ đoạn 8 tại Samari, trong đoạn 10 tại gia đình cột này, trong đoạn 19 tại Ephesus, Thánh Linh đã đổ xuống và Thánh Linh đã đổ xuống trên chúng ta rồi. Amen. Amen. Nhưng mà anh chị em đã nhận Thánh Linh chưa? Nhận Thánh Linh rồi đúng không ạ? Chúng ta đã nhận Thánh Linh rồi và chúng ta trở thành là đền thờ của Đức Thánh Linh và Thánh Linh ngự trong chúng ta. Amen. Mà khi Thánh Linh đổ xuống thì điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Khép lại. Sa mạc sẽ trở nên đồng ruộng phì nhiêu và đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm. Amen. Có nghĩa là khi Thánh Linh đổ xuống, phép lạ xảy ra. Amen. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đổ xuống thì phép lạ xảy ra. Amen. Amen. Chúng ta thấy một cái phép lạ xảy ra rất đặc biệt, đó là họ khởi sự nói thứ các thứ tiếng khác theo như đức tin cho mình nói. Có người nói rằng là bọn này xây rượu mới, có người thì ngợi khen Đức Chúa Trời bởi vì người này là người Galilee, tại sao nói được thứ tiếng chúng ta sanh lễ. Amen. Và qua đó cơ hội thì rồi đã giảng một bài giảng 3.000 người tin nhận Chúa. Khi bài giảng nó đến với họ thì họ
họ bị cáo trách, lòng của họ đau đớn. Và họ nói với Phi-rơ là chúng tôi phải làm gì? Và ông nói rằng hãy hối cải, ai nấy phải ăn năn, làm phép báp têm để được tha tội mình và dâng lãnh ân tự thần linh. Amen. Đó là nhân lãnh sự ban cho của thực thần linh. Amen. Như vậy thì thánh linh sẽ được đổ xuống trên tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu. Amen. Amen. Mà khi họ đã nhận Chúa Giêsu thì thánh linh sẽ giáng xuống trên họ. Mà khi thánh linh giáng xuống trên họ thì Kinh Thánh ghi rằng là các ngươi đã nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Nên Phi-rơ là một người mà đi theo Chúa 3 năm rưỡi đó, ngày cuối cùng là chỗ Chúa 3 lần. Nhưng mà qua có ngũ các sứ đồ thì Phi-rơ trở thành một người vĩ đại vô cùng, một bài giảng 3.000 người tin nhận Chúa Giêsu. Amen. Qua cửa đẹp, qua đoạn 3 thì người què từ thở sinh ra, nhảy lên ca ngợi Đức Chúa Trời và theo hai ông. Amen. Amen. Qua đoạn 8 thì chúng ta thấy là một Philip. Đoạn 6 là Philip là một cái chấp sự, hay là Evin là chấp sự được bầu ra để lo công việc mà ban phát thực phẩm. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Evin đầy dẫy đức tin và đức thánh linh, làm nhiều dấu kỳ phép lạ trong dân chúng. Rồi Philip đến xứ Samari giảng thì chúng ta thấy rằng là nhiều quỷ la lớn tiếng ra khỏi nhiều người què gặt được chữa lành, cả thành vui mừng khôn xiết. Amen. Thánh linh của Ngài đổ xuống trên ai? Người nào nhận lãnh đức thánh linh, người đó là những người làm phép lạ. Và phép lạ xảy ra trên tất cả những người nhận lãnh báp têm trong đức thánh linh. Amen. Ở đây nói rằng là sa mạc sẽ trở nên đồng ruộng phì nhiêu. Chúng ta biết sa mạc không? Có ai đã thấy sa mạc rồi? Có thể chúng ta thấy sa mạc ở trong phim, trong bản đồ phải không? Chúng ta cũng chưa kinh nghiệm sa mạc lắm phải không? Anh chị em nhớ, tôi nhớ rất rõ là vào năm 1975-76 đó, chúng tôi là thanh niên nên đi khai hoang rất là nhiều. Những cái đồng ruộng, không phải là đồng ruộng, là rừng hoang, là cỏ dại, nó hoang tàn. Nhưng mà khi những cái đội thanh niên ấy là đội khai hoang đi đến đâu thì trở thành những đồng ruộng đấy. Đi đến đâu thì những nơi hoang tàn đó được phục hồi và thấy nó có sự sống, thấy nó trở thành những cái ruộng tốt. Phải vậy không chị em? Trong cao nguyên của chúng ta ở đây cũng vậy thôi. Ngày xưa là rừng rậm, ngày xưa là hoang tàn, có thể là gai góc, có thể là sa mạc, có thể là, có nghĩa là nó thật sự như là sa mạc vậy. Nhưng mà khi con người đến thì trở nên phố chợ. Khi con người đến thì có những căn nhà đẹp kiến thiết lại và làm cho nó trở nên đẹp đẽ, trở nên một cái nơi gọi là thành phố, nơi dân cư ở, và nó rất là tốt lành, phải không? Amen. Để tôi nói về mặt tích cực. Amen. Có nghĩa là con người đến đâu thì những nơi sa mạc đó trở thành ruộng tốt. Amen. Con người đến đâu thì người ta sẽ biến cái rừng hoang, người ta biến cái nơi gai góc, những trà chương, những cái ruộng đồng mà sình lầy và cỏ dại đó trở nên những đám ruộng tốt để ích lợi cho người cải cải. Amen. Nên có câu nói là bàn tay ra làm nên tất cả, có sức người soi đá cũng thành cơm, không? Amen. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh đó là khi mà thần linh của Đức Chúa Trời từ trên cao đổ xuống thì sa mạc trở thành ruộng tốt và ruộng tốt trở thành rừng rậm. Amen. Amen. Ở đây nói về thuộc linh, sa mạc trở thành ruộng tốt. Cái điều trước nhất mà công vụ đồng một câu tám đó là nhưng khi thánh linh Đức Chúa Trời giáng xuống trên các ngươi thì
các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Amen. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Có nghĩa là cái quyền phép của Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống trên chúng ta, đầy dẫy trong chúng ta. Và quyền phép đó biến đổi cuộc đời chúng ta từ sa mạc trở thành chúng tốt. Amen. Ngày hôm nay chúng ta thấy mình tốt hơn nhiều đúng không? Dù chưa trọn vẹn nhưng mà chúng ta tốt hơn nhiều, bởi vì thần linh của Đức Chúa Trời từ trên cao đã đổ xuống trên chúng ta. Chúng ta có quyền năng để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể thắng hơn tội lỗi, chúng ta có thể thắng hơn cám dỗ, chúng ta có thể thắng hơn xác thịt của mình, chúng ta thắng hơn bệnh tật, chúng ta có thể thắng hơn tất cả những cái gì thuộc về xác. Bởi vì thần linh của Đức Chúa Trời từ trên cao đổ xuống trên chúng ta, và cuộc đời chúng ta được biến đổi, chúng ta được tái sanh. Amen. Chúng ta được tái sanh, chúng ta được biến đổi bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy thì nếu không có thánh linh của Đức Chúa Trời đổ xuống thì con người vẫn ở trong tội lỗi, con người vẫn ở trong mọi điều xấu xa. Jeremy có nói rằng là loài người là xấu xa hơn mọi vật, rất xấu. Nhưng mà khi thần linh của Đức Trời từ trên cao đổ xuống thì cái đồng hoang đó, cái sự xấu xa đó, nó sẽ biến đi và trở thành con người tốt. Amen. Chỉ có thần linh của Đức Chúa Trời mới biến đổi con người xấu xa đó, con người tội lỗi đó, con người gian ác đó, mới trở nên con người tốt cho Đức Chúa Trời. Anh chị em cũng biết rất là rõ hội thánh của chúng ta cứu rất là nhiều người tệ nạn xã hội. Những người tệ nạn xã hội là sa mạc, là gai góc, là kinh hoàng. Nhưng mà khi thần linh Đức Chúa Trời đổ xuống thì họ biến đổi thật sự rất là lạ lùng, rất là tuyệt vời. Và bây giờ trở nên những môn đồ của Chúa Giêsu, bây giờ trở nên là những mục sư của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhìn xem lại, tại sao những vị mục sư, những anh chị em dám đem những người nghiện, dám đem những người HIV về trong nhà của mình, rồi ăn chung, rồi ngủ chung mà không sợ gì cả? Tại sao có thể làm được điều đó? Bởi vì họ nhận thánh linh của Đức Chúa Trời, họ biết rằng là họ đầy dẫy quyền năng thánh linh của Đức Chúa Trời, thì họ mới dám làm những công việc mà thế giới không làm được. Thế giới này không biến đổi con người được, không biến đổi những tật xấu của con người được, nhưng mà hội thánh của Chúa làm được, các tôn tớ của Chúa làm được, bởi vì họ có thánh linh của Đức Chúa Trời và có quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ không sợ hãi, họ không sợ HIV nó lây lan qua họ, họ không sợ bất cứ điều gì. Họ sẵn sàng hy sinh để cứu được những con người nghiện ma túy, những con người tệ nạn xã hội. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng tất cả các tôi tớ của Chúa là những người đi trong ân tứ của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Họ đã làm những việc gọi là lớn và khó, những việc chưa từng biết. Và hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn thật sự đã cứu hàng ngàn người tệ nạn xã hội. Và điều này đã được chính phủ xác nhận rất rõ. Amen. Và các trung tâm, bây giờ trung tâm của chúng ta đã lên 65 trung tâm rồi. Đây là điều rất là đặc biệt, đây là điều rất là tuyệt vời. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống thì sa mạc trở thành ruộng tốt, hay là sa mạc trở thành đồng ruộng thiệt nhiếu. Bởi vì khi một người ta nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhận lấy quyền phép của Đức Chúa Trời, thì họ là những người hành động, họ là những người làm việc, và cái công việc của họ được bày tỏ ra là kết quả rất nhiều cho đất nước Việt Nam của chúng ta, và cũng lan rộng khắp nơi thế giới, và khắp nơi trên thế giới đều biết được Phúc Âm Toàn Vẹn đã làm những việc rất là vĩ đại, rất là lớn lao, và tương lai nhà nước sẽ sử dụng chúng ta để làm những việc lớn lao hơn nữa. Amen. Các trung tâm của nhà nước thì họ kiểm tra lại
bấy nhiêu năm đã làm công tác giải cứu những người nghiện. Họ nói rằng được 1%, được 1%. Nhưng mà không biết cái 1% nó, 100 người được một người đó, là không biết nó từ đâu, tại sao người đó được giải phóng, họ cũng không rõ. Chỉ biết rằng chắc là quyết tâm của người đó thôi. Nhưng mà đối với Hậu Thánh thì kết quả quá nhiều, quá nhiều, hầu như cả 100%. Bởi vì những người bướng bỉnh rồi không chịu ở trong trại thì đi ra rồi bị lại, rồi sợ quá là cũng nhảy vào. Nên là hiệu quả trong Hậu Thánh rất là cao. Amen. Tôi nhớ ông giám đốc của trại số 2, các quản giáo họ nói rằng là chúng tôi dạy 12 năm rồi, tôi chưa thấy người nào biến đổi cả. Nhưng mà tại sao các anh vào trại có một tuần lễ là người ta đã thay đổi rồi? Một tuần lễ, người nam á, một tuần lễ là thay đổi, mà nữ thứ hai cũng thay đổi. Họ yêu thương nhau, họ đánh lộn nữa, không gây gỗ với nhau nữa, và đang làm việc rất là tốt. Điều gì có thể biến đổi cuộc đời của họ? Đó là thần của Đức Chúa Trời từ trên cao đổ xuống trên chúng ta. Và chúng ta là những người biến đổi. Đồng hoang trở thành ruộng tốt, ruộng tốt trở thành rừng rậm. Chính chúng ta là những người Chúa sẽ sử dụng để làm điều đó cho đất nước của chúng ta, cho cả thế giới này nữa. Bởi vì Chúa nói rằng là các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, ha, các ngươi được biến đổi, các ngươi trở thành những người vĩ đại, các ngươi trở thành những con người đầy dạy đức tin và đức thánh linh, đầy dạy ân điển và quyền năng, để các ngươi làm chứng về ta nữa. Amen. Trước hết là nhận cho mình, rồi sau đó làm chứng về Chúa để biến đổi cộng đồng, để biến đổi thế giới. Amen. Sa mạc sẽ trở nên đồng ruộng phì nhiêu. Anh chị em có biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng xuống trên anh chị em để làm gì? Để biến đổi những người xung quanh, đúng không? Chúa Giêsu dạy rằng hãy phải quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, làm phép báp têm cho họ và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta ở luôn với các con cho đến tận thế. Chúa Giêsu truyền một cái mạng lệnh, gọi là đại mạng lệnh, đó là truyền giảng phúc âm, làm báp têm cho họ, rồi dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các con. Đây là một mạng lệnh, và đây cũng là điều mà chúng ta hãy nhìn thấy cho kỹ. Chúng ta là một người rất vĩ đại, chúng ta là một người Chúa trọng dụng, chúng ta là một người đã nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời đó đổ xuống rồi, và chúng ta là những người truyền giảng phúc âm. Amen. Chúng ta truyền giảng phúc âm, chúng ta đuổi quỷ, chữa lành mọi bệnh tật, làm nhiều phép lạ lớn lao trong Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Rồi dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Trong chức vụ năm mặt chúng ta nhớ không? Sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng phúc âm, mục sư và giáo sư, năm chức vụ. Như vậy thì ở trong cái mạng lệnh của Chúa nè, chúng ta là nhà truyền giảng phúc âm, giảng tin lành khắp mọi nơi mà. Thứ hai nữa, dạy là giáo sư. Như vậy thì anh chị em có thấy là anh chị em vô cùng quan trọng không? Có những chức vụ rất là lớn lao không? Nhiều lúc anh chị em lười biếng không chịu dạy. Đi ra giảng, họ tin là phép báp têm cho họ và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các con. Amen. Ai giảng, người đó tin Chúa, thì mình phải dạy họ. Đây là chức vụ thánh,
Đây là chức vụ mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Nếu chúng ta dạy một người, rồi sau đó Chúa đã cho dạy hai người, rồi sau đó nữa là 50 người và 110 ngàn người, trở thành những giáo sư rất lớn, trở thành những mục sư, những nhà truyền giảng rất lớn. Như vậy mà chúng ta không chịu làm là sao? Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng xuống trên chúng ta, thì chúng ta là người biến đổi cuộc đời nhiều người khác. Chúng ta là người biến đổi cộng đồng, chứ không phải là một người nhận Thánh Linh rồi ở nhà đó cầu nguyện xong rồi chờ đợi Chúa Giêsu trở lại, hay là chờ đợi qua đời rồi lên thiên đàng. Có phải vậy không? Thánh Linh đổ xuống thì phép lạ xảy ra. Amen. 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 Hãy nói với người bên cạnh này, Thánh Linh ở trong bạn phép lạ phải xảy ra. Thứ nhất là bạn phải được thay đổi. Thứ nhì là bạn thay đổi người khác. Amen. Đừng có ngồi đó mà than thân trách phận nữa. Amen. Vừa rồi tôi nghe cái bài làm chứng của em Hiếu ở trung tâm của Lê Minh Phương đó. Em cũng tuyệt vọng rồi vì ma túy. Gia đình cũng tuyệt vọng rồi, không còn gì để mà nương dựa nữa. Nhưng mà sau đó anh em trung tâm mời đến trung tâm rồi mời gia đình Thiên Chúa, họ tuyệt vọng quá rồi, bây giờ không còn cái thuyền, không còn cái phao nào để vớ nữa, thì họ tiếp nhận Chúa luôn cả gia đình. Và em Hiếu đó nói rằng là khi vào trong trung tâm rồi, anh em phục vụ cầu nguyện cho mình rồi, sau đó em tỉnh lại thì em đọc Kinh Thánh và cầu nguyện suốt 3 ngày. Cứ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Em thắng hơn thuốc lá, em thắng hơn mọi thứ, em thắng hơn ma túy, và em trở thành một con người thật sự biến đổi lạ thường vô cùng. Sau đó em trở về nhà, mẹ em cũng rất là ngại, rất là sợ, nhưng mà em nói rằng là mẹ ơi, mẹ đừng có lo cho con nữa, con bây giờ tốt rồi, Chú thay đổi cuộc đời của con rồi. Mẹ làm cái gì đó thôi, mẹ để cho con làm, cái gì cũng để cho con làm, gánh vác mọi thứ cho người mẹ của mình. Và đó là một phép lạ rất lớn lao vô cùng mà Chúa đã biến đổi cuộc đời những con người. Và rất là nhiều con người, chứ không phải một vài người. Chúng ta ở trong phúc âm toàn vẹn, chúng ta biết quá nhiều về những người nghiện ma túy. Có nghĩa là họ chỉ biết ma túy mà thôi, chứ không biết ai hết, không cần ai hết. Có thể bất cứ, có thể nhiều lúc đánh cả cha mẹ luôn. Nhưng mà khi họ biến đổi tâm lý, họ biến đổi ngày phục hồi đời sống của họ, phục hồi lại cho họ có sự khôn ngoan, thông sáng, có sự hiếu kính cha mẹ, và họ trở thành những con người lạ lùng vô cùng và đem ích lợi cho nhiều người khác. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đổ xuống cho chúng ta, đồng hôn trở thành ruộng tốt, ruộng tốt và trở thành rừng rậm. Amen. Amen. Không những chúng ta chỉ tốt một mình mà thôi, mà chúng ta cũng biến đổi nhiều người khác trở thành những người tốt cho chúng ta. Amen. Chúng ta nhớ những cuốn phim biến đổi cộng đồng rồi phải không? Khi Thánh Linh giáng xuống trên thành phố, giáng xuống trên hội thánh của Đức Chúa Trời, những cái tên cướp nhiều lúc đi thanh toán với nhau, cuối cùng đó là lái thẳng vô nhà thờ rồi xin tin Chúa, làm một sư cũng rất là sợ. Chúa làm quá nhiều điều lạ lùng vô cùng. Thánh Linh làm chủ một thành phố thì Thánh Linh sẽ biến đổi cả các cộng đồng đó. Thánh Linh sẽ dùng hội thánh của Chúa sẽ biến đổi nhiều con người để cứu nhiều con người. Amen. Vừa rồi khi em ngồi luyện ban ngày tại Di Linh, tôi nghe một chị em cũng già rồi, lãi mấy tuổi rồi, làm chứng lại. Người chồng thì chết cũng lâu rồi, nhưng mà tối hôm đó thì bà đang nằm đó, thì người chồng về, ông nói bà xếp vô đi để tôi nằm chút. Thì theo cái quán tính thì bà cũng định xếp vô cho ông nằm, nhưng là lúc đó Thánh Linh nhắc bà là không phải là chồng của con đâu. Bắt đầu bà nhân danh Chúa Giêsu và truyền lệnh cho linh sợ chết đi ra khỏi, đi ra khỏi căn phòng, ra khỏi giường của ta. Bà nhân danh Chúa, bà ra lệnh ban lòng cho bà. Mà khi bà ra lệnh lần thứ ba, con là nó tuôn ra khỏi cái cửa phòng luôn, đâu đi cả. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh của Đức Chúa Trời
Ngài biết chúng ta yếu kém như thế nào. Thánh Linh của Đức Chúa Trời biết chúng ta không thể nào phân biệt được các đạo lực. Nên Thánh Linh của Đức Chúa Trời để đến để trợ giúp chúng ta. Amen. Mà trong Thánh Linh thì chúng ta sẽ thấy các đạo lực của Satan đã hành động như thế nào. Anh Tuấn vừa làm chứng này chúng ta thấy không ạ? Nghe được. Rồi Thánh Linh của Chúa mặc khải bày tỏ cái nguồn gốc của người đó, tại sao người đó bị bệnh, tại sao người đó như thế này thế kia. Thánh Linh bày tỏ để chúng ta biết được cho họ ăn năn cắt đứt, rồi sau đó ủi quỷ và họ được chữa lành. Amen. Nên tôi nói với anh chị em rằng chúng ta đừng coi thường lĩnh vực thuộc linh, chúng ta đừng coi thường ma quỷ, có nghĩa rằng là chúng ta có Chúa rồi ma quỷ làm gì chúng ta. Đừng có nghĩ như vậy. Thế giới thuộc linh luôn luôn áp đảo thế giới thuộc thể. Ma quỷ rình mò chúng ta giống như sư tử lắm, nó có thể nuốt kẻ nào nuốt được. Nên là vấn đề hãy để ý và thức tỉnh. Thế giới thuộc linh thuộc về Satan luôn luôn tấn công vào cơ đốc nhân. Tất cả những người chưa biết Chúa là những người thuộc về nó. Nó cản trở những người đó không đến với Chúa được. Còn đối với những thân nhân luôn luôn cám dỗ, luôn luôn tấn công và luôn luôn làm mọi điều. Nên chúng ta không có thường. Và chúng ta phải tỉnh thức trong vấn đề thuộc linh. Amen. Trong Thánh Linh chúng ta được mặc khải, trong Thánh Linh chúng ta được phát dạy để chúng ta biết được đạo linh nó sẽ tấn công chúng ta như thế nào. Và chúng ta nhớ là chúng ta là một người phải đánh trước chứ không phải để nó tấn công rồi mới đỡ. Chúng ta phải là chiến sĩ và tấn công nó trước. Bởi vì Chúa dạy cho chúng ta là phải đi khắp thế gian giảng như là đuổi quỷ chữa lành, là chúng ta là người gọi là tiền tuyến. Một người phải là đi đến chỗ này đến chỗ kia phá hủy mọi công việc của ma quỷ, chứ không phải để ma quỷ tấn công rồi chúng ta bắt đầu mới đỡ, hay là ma quỷ tấn công rồi chúng ta bắt đầu la lên Chúa cứu con. Chúng ta là người thắng không sao đây. Và chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức để biết được công việc của ma quỷ tấn công vào chính đời sống của mình và gia đình của mình trong hội thánh của Chúa. Thường thường có người gì ở trong hội thánh của Chúa phạm sai lầm rồi á, thì đa số là xét đoán người đó thôi, chứ không biết rằng là mình phải cầu nguyện, mình phải hủy phá công việc của Satan, ta cám dỗ người đó. Chỉ lên xét đoán bất lỗi, tại sao và tại sao. Chúng ta sai trật rất là nhiều điều. Vào thánh của Chúa phải trưởng thành. Amen. Phải nhìn biết kẻ thù của chúng ta là Satan, chứ không phải kẻ thù của chúng ta là những người trong gia đình, không phải là những người trong hội thánh, cũng không phải là những con người ở trong thế gian này. Nhưng mà phía sau họ, ở trong họ có quyền lực của Satan chống đối đời sống của chúng ta. Amen. Nếu bình thường một con người thì ai cũng tốt đúng không? Phải vậy không? Adam Eva sinh ra tốt hay là xấu? Tốt. Nhưng mà cái bản chất của Satan nó xâm nhập rồi, họ trở nên những người xấu. Nên nhiều người xấu xung quanh chúng ta. Phải vậy không? Nhưng mà chúng ta là người không phải sợ những người xấu, nhưng mà chúng ta là người biến đổi cuộc đời của họ. Chúng ta là người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ biến đổi cuộc đời của họ, làm cuộc đời của họ trừ sa mạc trở thành tôn trùng thì nhiều. Amen. Chúng ta biết rằng là khi khai hoang xong á, trở thành những cái miếng ruộng, những cái đám ruộng mà sẽ trồng tỉa trở nên tốt tươi để rồi bất lợi cho người cải thể. Trong Hebrew đoạn 6 Chúa có nói ít lợi cho người cải thể. Nếu mà ruộng sinh ra cây gốc thì sao? Bị đốt, bị hủy, và cuối cùng là hồ lửa. Nhưng mà chúng ta phải thành ruộng tốt. Amen. Hãy nói với người bên cạnh là bạn phải là ruộng tốt, bất lợi cho người cài cài, bất lợi cho Chúa. Amen. Và bạn trở thành những người đồng hóa người khác, chứ không phải là để thế gian đồng hóa bạn. Amen. Hãy ý thức rằng Thánh Linh đã giáng xuống trên chúng ta rồi, Thánh Linh người trong chúng ta, chúng ta là những người tốt. Bởi vì Thánh Linh và quyền năng của Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Khi rơi nhất là một câu hai, chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời là Cha, là đấng yêu thương và đấng chọn lựa chúng ta. Thánh Linh là đấng thánh hóa chúng ta. Và Chúa Giê-xu là đấng đổ huyết, rải huyết
trên mỗi đời sống chúng ta để môi trường chúng ta. Ba ngôi vị Đức Chúa Trời đấng kêu gọi chọn lựa yêu thương sinh thành chúng ta là đấng đã đổ huyết ra để mua chuộc chúng ta và đấng để thánh hóa chúng ta hoàn toàn để trở thành một cái thân thể, một đền thánh cho Đức Chúa Trời để mà phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Này anh chị em, là người được mua chuộc và được trang bị một cách vô cùng đặc biệt, vô cùng lớn lao để đồng hóa thế giới này, làm cho thế giới này trở nên môn đồ của Chúa Giêsu. Nên hãy rõ cái địa vị của chúng ta là ai trước mặt chúng ta. Phải rõ ràng cái địa vị của chúng ta. Còn không thì chúng ta cứ để cho thời gian nó trôi qua. Chúng ta để cho mọi điều nó bắt đầu nó cứ qua đi rồi chúng ta không biết mình là ai. Một chức vụ vô cùng lớn lao là truyền giảng phúc âm, làm bắp tên cho họ và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Đây là một chức vụ vô cùng lớn lao anh chị em ạ. Chức vụ này mà chúng ta không nhận thì chẳng lẽ chúng ta cứ làm ăn rồi chết rồi lên thiên đàng sao? Chúng ta có sẵn sàng làm không? Chúng ta biết rằng ma quỷ nó không để mình đi rồi, đúng không? Ma quỷ nó ngăn trở chúng ta, nhiều lúc nó nói làm chứng cho một người tự nhiên tim mình nó đập mạnh, nó hồi hộp lắm, đúng không? Nhưng mà chúng ta này ngày ban cho chúng ta một tinh thần mạnh mẽ cho con thần, tinh thần nhút nhát được một lúc có sự mạnh dạn. Amen. À, con ngồi đang bốn thì họ đánh tì dậy cái thân linh, họ dám gì, dám gì lắm, họ dám gì dù bắp bớ kinh khiếp, bắp bớ vô cùng lớn trong hội thánh đầu tiên, nhưng mà họ vẫn dám gì ra giảng phúc âm đến nội và chiếm lĩnh cả đến phúc La Mã mà đó. Amen. Và ngày hôm nay chúng ta không đến nội chết, ngày hôm nay chúng ta không đến nội cực khổ như hội thánh đầu tiên. Cái lớp sau của tôi thì không còn phải khổ sở bị bắt bớ, bị gia đình bắt bớ, giáo hội bắt bớ, chính quyền bắt bớ nữa, không à? Chúng ta rất tự do, rất là thoải mái, nên chúng ta phải biết được địa vị của chúng ta là người đã được biến đổi và biến đổi người khác. Đó là phép lạ lớn lao mà Ngài đã làm trên chính đời sống của mình và qua đời sống của mình nhiều người được cứu. Amen. Các bạn là nhà truyền giảng, các bạn là những giáo sư, hãy bắt đầu từ một người. Tức là mục sư của một người hay là giáo sư của một người. Amen. Rồi Chúa sẽ cho thêm nhiều người. Chúa nói rằng là hãy trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ cho con qua sóc nhiều. Bây giờ một việc nhỏ chúng ta không chịu làm, đòi là làm lớn thôi, đòi là lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo hội thánh lớn. Nhưng mà một người bây giờ chưa làm được rồi đòi lãnh đạo một hội thánh lớn thì không thể. Chúa luôn luôn muốn chúng ta trung tín trong việc nhỏ. Bây giờ chức vụ chúng ta là gì? Chức vụ chúng ta có thể là một chấp sự, chức vụ chúng ta có thể là một môn đồ, chức vụ chúng ta có thể là một nhân chứng, hay là một người giúp đỡ người khác, có thể an ủi người khác, khích lệ người khác, thì chúng ta hãy cứ trung tín đi. Có nhiều anh chị em mà là không có trung tín, làm sốt sắng ban đầu, làm rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi có năng đề xảy ra đó là bỏ việc. Có không anh chị em? Có không? Bị vấp phạm mà bị ai đó làm buồn, làm tổn thương đó là bỏ việc. Mà nếu chúng ta đi làm công ty rồi nếu có đụng với ai đó chúng ta có bỏ việc không? Có bỏ việc, bỏ việc một hai bữa gì đó là quen người ta đủ luôn, đúng không? Phải không? À, còn ở đây mình lợi dụng tình yêu thương quá thôi, cứ đụng với một sư là bỏ việc luôn, đụng với anh em mình nó bỏ việc luôn, khỏi làm. Thôi tất cả quý bà anh chị em chúng ta phải trưởng thành, dù có đụng ai thì đụng, đau đau đớn thì đau, nhưng mà việc Chúa vẫn cứ làm, được không ạ? À? Việc Chúa vẫn cứ làm. Biết bao nhiêu Phao-lô đi ra bị đánh, bị đập, bị anh em giả dối, anh em công chúa đủ điều hết, nhưng mà việc ông truyền giảng là cứ truyền giảng, máu me vết thương đầy mình cũng ra đi thăm viếng người khác. Amen. Chúng ta phải là người trưởng thành, đừng có con trẻ nữa, hãy mạnh mẽ lên để người lãnh đạo nó nhẹ nhàng vui sướng khi thấy con cái của mình nó trưởng thành. Amen. Chúng ta phải dứt khoát rằng là
khi chúng ta có ơn để mà phục vụ Chúa là chúng ta trung tín cho đến cuối cùng. Chúa nói ơn càng thêm ơn, đức tin dẫn đến đức tin nữa. Chúa sẽ gia thêm ơn cho chúng ta, để chúng ta ngưng là chúng ta sẽ mất, mà chúng ta bị vào cái bẫy của ma quỷ rồi. Đừng bao giờ phiền lòng một người nào đó, mất phạm một người đó trong hội thánh của Chúa, rồi chúng ta bắt đầu bỏ việc thánh, bỏ công việc thánh mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Amen. Bởi vì khi thần linh từ trên cao đổ xuống, phép lạ sẽ xảy ra, đồng hương trở thành ruộng tốt. Chúng ta biết rằng là Môsê là một con người ở trong đồng vắng nhiều, chăn chim. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là bụi gai mà có lửa cháy, bụi gai cháy mà không hề tan, bụi gai đó chinh phục Môsê. Amen. Cuộc đời chúng ta nhiều lúc nó gai góc, ai đụng tới là đau à, ai đụng tới là tổn thương à, chúng ta đụng tới ai người khác tổn thương, bởi vì trong mình gai góc không mà sao mà cỏ cháy đồng hôn. Nhưng mà nếu mà có bụi gai đó mà có lửa của Đức Chúa Trời thì bụi gai đó chinh phục nhiều Môsê đấy. Amen. Bụi gai đó sẽ chinh phục Môsê, trở thành những người lãnh đạo vĩ đại vô cùng. Amen. Chỉ có thánh linh của Đức Chúa Trời mới biến đổi, mới biến đổi cái bụi gai đó chinh phục những con người khác. Amen. Nên cuộc đời của chúng ta không thể nào biến đổi, cố gắng cũng không biến đổi được, bởi vì nó trở thành cái thói quen trên đời sống của chúng ta rồi. Cái thói quen phạm tội, cái thói quen làm tổn thương người khác, cái thói quen này cho đến thói quen xấu khác, rất là nhiều điều chúng ta không thay đổi được. Nhưng mà thánh linh của Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta. Trong đoạn 18 của Matthew thì Chúa Giêsu nói, các môn đồ nói rằng là sao mà vào thiên đàng, ai lớn nhất trong nước thiên đàng? Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không đổi lại như con trẻ thì không vào thiên đàng được. Nếu các ngươi không giống như đứa trẻ thì không thể nào lớn nhất trong nước thiên đàng được. Như vậy làm sao để trở thành đứa trẻ đây? Làm sao để giống như đứa trẻ đây? Thì chỉ có thánh linh của Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta mà thôi. Amen. Thánh linh biến đổi có nghĩa là Ngài tái sanh chúng ta. Cái điều đầu tiên mà Chúa Giêsu nói rằng là nếu ngươi không tái sanh thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không thể vào được nước Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Như vậy là thấy nước Đức Chúa Trời và vào nước Đức Chúa Trời thì chỉ bởi thánh linh của Đức Chúa Trời mà thôi. Bởi vì thánh linh tái sanh để chúng ta trở thành con trẻ không? Được sinh ra mà không nhờ nước và thánh linh mà sanh, tức là thánh linh sẽ sanh chúng ta ra. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Amen. Nên thánh linh sanh lại chúng ta, tâm linh chúng ta được tái sanh và chúng ta trở thành như con trẻ, và đây là điều mà thánh linh làm trên một con người. Chúng ta không có cố gắng để có thể trở thành người tốt được đâu, nhưng mà thánh linh sẽ làm việc tất cả những việc xấu xa trong chúng ta, thánh linh sẽ thánh hóa. Không, Roma 8 câu 10 câu 11 nói rằng nếu anh em có Chúa Giêsu, một mặt thân thể chết thì có tội lỗi, mà khác thì thánh linh sống thì có sự công chính. Nhưng mà nếu là thánh linh của Đức Chúa Trời là đấng đã lập cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại, đấng đó ở trong anh chị em sẽ làm thân thể hai chết của anh chị em sống lại. Tất cả tội lỗi dẫn đến sự chết, và thân thể chúng ta là thân thể hai chết, hai phạm tội. Nhưng mà thánh linh sẽ thánh hóa tất cả những gì hai chết đó ra khỏi, để chúng ta trở thành một đền thờ thánh cho Đức Chúa Trời. Và đền thờ thánh đó là có nghĩa là đã được rửa sạch tội lỗi rồi, và cuộc đời mới mới biến đổi được. Amen. Cuộc đời đó mới trở nên ruộng tốt được. Nếu thánh linh không thánh hóa thân thể này, và thân thể này cứ phạm tội hoài, mà nếu chúng ta có Chúa Giêsu thì một mặt là tâm linh được tiên sinh công chính, nhưng mà xác thịt vẫn chết, có thể không, xác thịt vẫn chết mà, có nghĩa là cái sự hai chết vẫn cai trị trong xác thịt, trong thân thể của chúng ta. Chúa Giêsu chỉ làm cho tâm linh của chúng ta được rửa sạch tất cả những con nghiệp chết để hầu nghiệp Đức Chúa Trời hàng sống đó. Trong Roma trong Hơ-rơ 9 câu 14. Nhưng mà thánh linh là đấng thánh hóa để rồi chúng ta trở thành một cái thân thể thánh, một đền thờ thánh cho Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy thì thánh linh vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta.
mẹ không có thánh linh, các bạn không làm được gì hết. Amen. Bao nhiêu phép lạ xảy ra, sự chữa lành bệnh tật mọi thứ là bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Ở trong anh chị. Ngày xưa chúng ta biết rõ rồi, chúng ta sống trong tội lỗi, chúng ta phạm tội, chúng ta bệnh tật, chúng ta nghèo đói, chúng ta đủ mọi thứ, sự rủa xả. Nhưng mà khi thánh linh đến, cuộc đời chúng ta biến đổi, gia đình chúng ta biến đổi. Amen. 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 Anh chị em nhiều lúc anh chị em không nhìn thấy. Ở đây có gia đình của cô coi. Hồi trước hai đứa nhỏ 5-6 tuổi thôi, nhưng mà rất là hung dữ, chửi mắng cha mẹ rất là kinh khủng. Nhỏ đâu không biết gì hết, nhưng mà khi giải cứu đuổi mấy quỷ đó ra thì bắt đầu ngoan, rất là tốt. Bây giờ hai đứa con của cô ngoan, thấy dễ thương vô cùng. Rồi con của Phúc Huy ở trên đó, một cái đứa nhỏ 5-6 tuổi mà đã chửi cha chửi mẹ nó là không còn cái gì hết, như một cái bà phù thủy mà chửi. Nhưng mà khi giải cứu đuổi mấy con quỷ đó ra rồi, bây giờ hai đứa nó rất là ngoan, rất là khôn ngoan, và đọc lời Chúa, hiểu lời Chúa và trở thành một người vô cùng khôn ngoan, rất là nghe. Thế giới thuộc linh này vô cùng trở lại. Sai con có tổn thương cũng vậy, đúng không? Nó khóc suốt 10 ngày, từ 6 giờ tối cho đến 10 giờ tối, cứ khóc mà đến nỗi chịu không nổi mà quăng xuống giường. Còn nhỏ xíu. Sau khoảng 10 ngày chiến đấu vẫn không xong, rồi bắt đầu nó mời tôi đến. Khi tôi đến, bắt đầu tôi đến 5 giờ rưỡi đến 6 giờ bắt đầu nó lên cơn khóc. Thư quăng xuống giường, tôi không đưa đây. Tôi ẩm lên trên tay thế này, tôi nhìn vào mắt của nó. Nó xíu mới sinh ra có tháng gì đó không, mà mắt nó liếc tôi cả, liếc qua cả. Tôi nói mày rồi, mày là kẻ quấy rối đứa nhỏ đã khóc một bao nhiêu 10 ngày này, trong danh Chúa Jesus mày phải đi ra. Thế là nó nhắm mắt rồi nó ngủ trên tay tôi luôn, và từ đó trở đi không còn khóc nữa. Amen. Amen. Cái sự giải cứu vô cùng lớn lao, vô cùng quan trọng anh chị em ơi. Nếu mà những đứa nhỏ đó mà không giải cứu thì nó lớn lên nó thẹn như thế nào. Anh chị em nói có thể nó là không có thể là được phước được đâu, nó không có thể tự do để học giỏi được đâu. Rất là nhiều vấn đề đấy. Có nhiều người mà cha mẹ rất là cực khổ đưa con lên thành phố học, học đại học, tự tử chứ, nên nó là đánh bài số đề cái rồi mang nợ, rất là nhiều tình trạng mà chúng ta đã thấy rồi. Nhưng mà trong hậu thánh của Chúa chúng ta thấy phước lành mình. Nhiều lúc chúng ta không để ý được, cảm thấy gia đình mình con cái nó ngoan lắm, nên thế này thế kia, nhưng mà chúng ta quên rằng đó là cái sự giải cứu từ Chúa, đó là thánh linh của Đức Chúa Trời ở với chúng ta trong gia đình chúng ta. Những lúc chúng ta hợp chung với nhau, chúng ta cầu nguyện, chúng ta công bố ma quỷ phải ra khỏi, quế tinh phải ra khỏi, linh bệnh tật phải ra khỏi, những cái linh trói buộc phải ra khỏi, chúng ta công bố là điều vô cùng lớn lao và quan trọng để đem cái sự giải phóng cho gia đình của mình. Chúng ta đừng coi thường hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa, Chúa Giêsu nói là ta sẽ thiết lập hội thánh ta đây, đây này, các cửa bộ không thắng được hội đó. Ta sẽ, và thánh linh đã đổ xuống trong ngày lễ của tuần, vào thánh Chúa được thiết lập. Khi thánh linh đổ xuống thì thánh của Chúa được thiết lập, vào thánh của Chúa lãnh đạo hội thánh, và thánh linh tiếp tục lãnh đạo hội thánh của Chúa và bày tỏ quyền năng và phép lạ cho hội thánh của Chúa, để hội thánh của Chúa trở thành những con người giải cứu được quỷ, chữa lành bệnh tật, làm nhiều phép lạ. Amen. Amen. Anh chị em muốn trở thành chuyên nghiệp không? Thì hãy cứ đi ra, chứ đừng để rồi lâu lâu người ta gọi một lần ra đi giải cứu xong rồi nghỉ suốt rồi cái đi nghe ai đó gọi ra là chúng ta đi, thì chúng ta có nghĩa là lục ghề đó, dao nó bị cùng đó, nó không có bén rồi. Nên chúng ta muốn dao nó bén, lương của Đức Thánh Linh mà nó bén nhảy rồi, chúng ta đưa ra là quỷ nó chạy, đưa ra là quỷ chạy, là bởi vì chúng ta liên tục làm việc, chứ không đừng để lâu quá mà chúng ta không đưa lên đây thì nó rất là đi rất là ủng cái chức vụ của chúng ta. Amen. Chức vụ của anh chị em là chức vụ lớn lao vô cùng. Thế giới này các thầy cô giáo cũng không biến đổi gì học sinh, không biến đổi cuộc đời của nó, chỉ dạy kiến thức thôi. Các cái trại quản giáo
giáo dưỡng cũng không làm được, hạn chế quá, kết quả quá hạn chế. Nhưng mà trong hội thánh của Chúa làm việc mà dạy thì nhiều cuộc đời được biến đổi. Anh chị em được biến đổi là bởi lời của Chúa, bởi thánh linh của Đức Chúa Trời, chứ không phải là anh chị em là trở thành người tốt như thế này là do anh chị em là khôn ngoan thông sáng hay gì đâu. Chúng ta biết rồi, cuộc đời của chúng ta nhìn lại hội thánh của Chúa, hội thánh của Chúa từ khi mới thành lập tất cả là nghèo phí, chỉ có một mình tôi có chiếc xe cút, tất cả là nghèo phí, không có chỗ ở, không có công ăn gì. Nhưng mà bây giờ nhiều gia đình con cái mình đại học phải không, ra bác sĩ, ra giáo viên, ra cái này cái kia rồi phải không, có phải là từ Chúa ban phước cho chúng ta không? Hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự. Dần dần thì chúng ta biết được thế hệ của chúng ta tương lai á là nó sẽ giàu hơn nhiều. Amen. Chắc chắn là trở nên giàu sang vì Chúa Giêsu đã chịu nghèo vì chúng ta rồi, vì dòng dõi chúng ta rồi, để chúng ta được giàu sang thì tương lai con cái chúng ta nó sẽ giàu sang. Nhưng mà không phải chỉ giàu sang vật chất đâu, giàu tâm linh, giàu lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và tiếp tục rao giảng, tiếp tục chữa lành, tiếp tục giải cứu, tiếp tục dạy họ mọi điều mà Chúa đã truyền cho đời sống của mình. Nhận được điều gì thì hãy dạy lại điều đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Sao mà trở nên đồng ruộng thì nhiêu, đồng ruộng thì nhiêu như rừng rậm. Bây giờ thì công bình sẽ ở trong sa mạc, và thì công chính sẽ cư ngụ nơi đồng ruộng thì nhiêu. Sự công bình và sự công chính á, ở trong đồng ruộng thì nhiêu, ở trong sa mạc cư ngụ ở đó, bởi vì thần linh từ trên cao đổ xuống. Nên cái sự công chính, sự công bình sẽ ở chỗ nào mà thần linh của Đức Chúa Trời đổ xuống. Chúng ta đừng có ngồi đó nói là một cái người hàng xóm này xấu, bất chính, không công chính, bất khiết đủ thứ, người ta ngồi ra than vãn. Chúng ta là người biến đổi họ. Amen. Để họ trở nên công chính, để họ trở nên công bình. Chúng ta nhìn thấy những người cán bộ nhà nước, chúng ta đừng có bắt lỗi chi cho nó mệt, đừng có than vãn cho nó mệt. Tại sao mà tại sao? Hãy cầu nguyện cho họ, hãy làm chứng nhân cho họ, để họ trở nên người công chính. Sao mà sẽ công chính sẽ cư ngụ, công bình sẽ cư ngụ đấy. Amen. À, tất cả là ban cho chúng ta, tất cả là mở chúng ta. Đây là hạt nhân tốt nhất trong thế giới này. Chúng ta là những cơ đốc nhân, là hạt giống tốt nhất trong thế giới để tiến độ thế giới. Amen. Hãy nhớ rằng là địa vị chúng ta đó vô cùng lớn lao và vô cùng quan trọng. Hãy làm việc đừng có lười biếng. Chúa nói là hãy cứ làm việc đừng có lười biếng. Chúng ta hãy làm cái chức vụ, đây là một chức vụ thánh, một chức vụ rất là cao trọng mà chúng ta hãy làm đi, để rồi Chúa sẽ làm cho chúng ta được vinh hiển. Kết quả của sự công chính là sự yên tĩnh và tin cậy muôn đời. Dân ta đến cư cụ nơi bình an, trong nhà an toàn và tại nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Amen. Chỉ có thánh linh mới an toàn, chỉ có thánh linh mới yên tĩnh, chỉ có thánh linh mới được nghỉ ngơi. Chúa Giêsu kêu gọi rằng ở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng nó đến cùng ta để cho các ngươi được yên nghỉ. Amen. Hãy đến với Chúa Giêsu và thánh linh nhận, chúng ta nhận lãnh thánh linh của Đức Chúa Trời, nhận lãnh quyền năng của thánh linh Đức Chúa Trời trong chúng ta, chúng ta không còn sợ hãi gì nữa, còn lo lắng gì nữa. Amen. Bình an và yên nghỉ và yên nghỉ. Chúa là đấng chiến trận cho chúng ta. Amen. Chúng ta cùng làm việc với Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Và tiếp cái điều thứ ba ở đây đó là qua 33 câu số 22. Tập Chúa là đấng xét đoán chúng ta, Chúa là đấng cai trị chúng ta, Chúa là vua của chúng ta, Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. Câu 24 này, dân cư sẽ không ai nói tôi bị bệnh, dân cư ngủ tại đó sẽ được tha tội. Thần linh từ trên cao đổ xuống. Thứ nhì đó là phép lạ xảy ra qua cuộc đời chúng ta, và cuộc đời chúng ta là cuộc đời để đem sự biến đổi cho người khác, cho cộng đồng, cho thế giới. Và thứ ba là chúng ta phải duy trì thánh linh của Đức Chúa Trời ở với chúng ta luôn luôn. Làm thế nào chúng ta giữ cái đền thờ này thánh khiết, làm thế nào để rồi thánh linh ngự trong chúng ta mãi mãi, đừng để thánh linh ra khỏi đời sống chúng ta. David biết rằng là bởi thánh linh của Đức Chúa Trời ở với ông trở thành vị vua lãi ngừng.
Thánh Linh ở với ông là người chiến thắng trong các trận chiến. Nên khi phạm tội, ông rất là sợ một điều, đó là Thánh Linh ra khỏi. Thánh Linh ra khỏi thì cuộc đời chúng ta chẳng là còn gì để xuất sắc, thì chỉ để nhận lấy sự chết mà thôi. Nên ông nói với tôi, xin chớ để Thánh Linh ra khỏi con, xin chớ cấp Thánh Linh ra khỏi con. Amen. Anh chị em có là buồn Thánh Linh không? Có nhiều lúc Thánh Linh muốn chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta lại dập tắt Thánh Linh. Chúng ta phải ăn năn và nói với Thánh Linh là xin chớ ra khỏi con, xin dạy con, xin cứ vẫn ở con, lãnh đạo cuộc đời của con. Amen. Chúng ta phải mạnh mẽ lên. Thật Chúa là đấng xét đoán chúng ta, Chúa là đấng cai trị chúng ta, Chúa là vua chúng ta, Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Thật Chúa là đấng xét đoán chúng ta. Khi chúng ta làm sai đọc, Ngài sẽ có, Ngài xử phạt, Ngài dùng roi ngựa, Ngài giải độ. Đó là Ngài là người cha của chúng ta. Ngài yêu con thì Ngài xử phạt. Amen. Đó là Ngài xét đoán chúng ta. Chúa là đấng cai trị chúng ta, là có nghĩa là Ngài lãnh đạo, hướng dẫn chúng ta đi theo đường lối của Chúa. Chúa là vua của chúng ta. Amen. Và Chúa là đấng cứu rỗi chúng ta. Như vậy thì chúng ta có thật sự để Chúa là đấng xét đoán không? Có để Chúa là đấng cai trị không? Có để Chúa là vua của mình không? Có để Chúa là đấng cứu rỗi chúng ta trong mọi phương diện không? Nếu chúng ta trở thành một người mà tin cậy Chúa và nhờ cậy Chúa hoàn toàn trong mọi lĩnh vực, thì chúng ta sẽ nói là dân cư sẽ không còn ai nói tôi bị bệnh. Thần linh của Ngài đổ xuống phép lạ nó sẽ xảy ra, chữa lành xảy ra, nhiều quỷ xảy ra và nhiều phép lạ xảy ra. Và nếu chúng ta tiếp tục ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tiếp tục bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để Ngài là đấng xét đoán của mình, Ngài là đấng cai trị mình, Ngài là vua của chúng ta và Ngài là đấng cứu rỗi chúng ta, thì không ai nói tôi bị bệnh. Cũng chẳng ai nói rằng tôi muốn bệnh, đúng không? Ngày hôm nay có nhiều người nói tôi muốn bệnh rồi, có phải không? Nhưng mà Thánh Linh đến thì Ngài sẽ biến đổi tâm trí của chúng ta. Cái tâm trí tiêu cực nó không còn nữa, tâm trí nó sai lạc nó không còn nữa, cái tâm trí mà nó không đúng với Kinh Thánh nó không còn nữa. Tất cả những đồ lý của tâm trí cũ nó bị phá đổ, để rồi chúng ta nói như là tích cực, nói theo lòng của Chúa. Amen. Tôi cũng tin rằng là bệnh tật nó có thể xảy ra, nhưng mà Chúa là đấng chữa lành. Chúa luôn luôn là đấng chữa lành. Để rồi dân sự của nó là tôi không muốn bệnh, tôi muốn bệnh quá là tôi bị bệnh không còn nữa. Amen. Bởi vì khi bệnh họ sẽ nói là nhân danh Chúa Giêsu bệnh tật phải đi ra. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu Christ bệnh ung thư phải đi, HIV cũng phải đi, tất cả mọi bệnh tật phải đi ra. Bởi vì họ có Thánh Linh, có quyền năng của Đức Chúa Trời, thì họ là những người công bố danh Chúa Giêsu và lời của Đức Chúa Trời. Bởi tình yêu thương và lòng thành tín, Ngài rất thành tín, Ngài yêu chúng ta và Ngài rất là thành tín. Ngài làm cho danh của Ngài và lời của Ngài vĩ đại hơn mọi sự. Amen. Nên khi Thánh Linh của Chúa Trời đổ xuống thì danh của Ngài và lời của Ngài vĩ đại hơn mọi sự. Và chúng ta sẽ sử dụng danh của Chúa và lời của Chúa công bố mọi điều sẽ xảy ra. Amen. Trên đời sống của chúng ta, dân chúng không còn ở trong tội lỗi nữa, họ sẽ được tha tội, không còn ai nói mình bệnh nữa. Như Thi Thiên 103 nói rằng là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Ngài chữa lành mọi bệnh tật ngươi, Ngài cứu chuộc mạng sống ngươi ra khỏi chỗ ngươi. Amen. Thánh Linh cai trị, Thánh Linh xét phong, Thánh Linh làm vua của chúng ta. Amen. Thánh Linh cứu rỗi chúng ta và Ngài là đấng vô cùng lớn lao, vô cùng tuyệt vời, để chúng ta có một kết quả vĩ đại vô cùng. Chúng không những là chúng ta không còn nói mình bị bệnh nữa, nhưng mà chúng ta tin đến đâu bệnh tật cũng biến mất đến đâu. Chúng ta tin đến đâu là chữa lành đến đó, tin đến đâu được đuổi quỷ đến đó, tin đến đâu là phép lạ xảy ra đến đó. Và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các người, và dạy họ để họ trở nên giống như chúng ta, trở nên môn đồ của Chúa Giêsu, để rồi chúng ta nhìn thấy thế giới này được đồng hóa bởi hội thánh của Ngài. Amen. Tôi muốn nhắc lại hội thánh của Chúa. Thứ nhất, Thánh Linh của Chúa Trời đã đổ xuống trên chúng ta.
Thứ hai, phép lạ phải được xảy ra. Cuộc đời chúng ta được thay đổi, nhiều cuộc đời qua đời sống của mình được thay đổi, bệnh tật được chữa lành, được giải phóng. Và chúng ta là người mà cứ đeo theo thánh linh của Chúa mỗi ngày, giống như con trẻ. Chúa nói nếu người không giống như đứa trẻ thì không thể đón nước trong nước thiên đàng. Giống như đứa trẻ có nghĩa là bản chất của đứa trẻ đó là đeo theo mẹ của nó, thiếu mẹ nó là nó cảm thấy cô đơn và nó cảm thấy rất là sợ. Nên đối với đời sống chúng ta hãy giống như con trẻ, cứ đeo theo thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi vì chính Ngài là đấng sinh thần của chúng ta, đấng tái sanh và đấng sinh chúng ta. Và chúng ta hãy nhờ phải thánh linh của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể sống một đời sống tốt, và chúng ta có những tư tưởng tích cực, có sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh để rồi chúng ta không còn nói mình bị bệnh nữa, mà dân cư ở đó thì được tha tội. Amen. Cái kết quả cuối cùng đó là không còn ai nói mình bệnh nữa, và dân cư ở đó sẽ được tha tội, có nghĩa là không còn tội trong một thánh của chúng. Nó đây cái sự trưởng thành, thánh ý thức rõ trưởng thành, và không còn ai nói là mình bệnh nữa, không còn ai nói là mình là người tội lỗi nữa. Amen. Bởi vì Chúa đã tha tội, Chúa đã chữa lành. Amen. Chúng ta cùng đứng lên, hãy lòng cầu nguyện Chúa trong thời gian này. We'll be right back.